mẹ biết dầu sao con cũng còn có chút lòng thương mẹ, nhưng tại vợ con nó hỗn hào quá quắc, con phải đành nhắm mắt bỏ qua. Mẹ những tưởng nhờ con an ủi thân già, khi đau yêu được bác công manh áo. Con ơi ngày hai bữa tương rau dưa muối, có lắm khi mẹ nhai cơm mà nước mắt mẹ đây cứ mãi tuôn tràn. Con ấm no lại để mẹ cứ nhớ khi con còn đó không nằm cửa quậy trong tôi, con mạnh thì mẹ vui, con đau thì mẹ buồn rầu lo lắng, ngủ không ăn giấc ăn chẳng biết ngon, mẹ gian dai ông bà phò hộ cho con, được khi mạnh đi lành khôn lớn. Sau
phun chẳng nhớ ơn dưỡng dục cù lâu. Lại để cho mẹ phải mỏi mòn tuyệt vọng. Kể từ khi cha con bất hạnh, em của con thì nó đi làm ăn nơi xứ lạ quê người. Mẹ về nương nao với con đã mấy tháng. Mẹ già rồi đâu còn gánh gồng tảo tần chi được. Muốn đi làm thuê làm mướn thì sợ thiên hạ chê cười tội nghiệp cho con. Cực chẳng đã mẹ mới về đây để nhờ con bác cháu chém con manh quần tấm áo trong cái cơn gần đất đi xa trần. Dầu con đối với mẹ không tròn câu